hình thoi. Các thanh sắt ở cửa xếp, hình 99, tạo thành những hình thoi. 1. Định nghĩa. Tứ giác ABCD trên hình 100 có AB bằng BC bằng CD bằng DA là một hình thoi. Vậy hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Tứ giác ABCD là hình thoi suy ra AB bằng BC bằng CD bằng DA. Câu hỏi 1. Chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành. Từ định nghĩa hình thoi ta suy ra hình thoi cũng là một hình bình hành. 2. Tính chất. Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành. Câu hỏi 2. Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O, hình 101. A. Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì? B. Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và BD. Định lý. Trong hình thoi, A. Hai đường chéo vuông góc với nhau. B. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Giả thuyết. ABCD là hình thoi. Kết luận. AC vuông góc với BD. AC là đường phân giác của góc A. BD là đường phân giác của góc B. CA là đường phân giác của góc C. DB là đường phân giác của góc D. Chứng minh. Tam giác ABC có cạnh AB bằng BC. Định nghĩa hình thoi. Nên là tam giác cân. BO là đường trung tuyến của tam giác cân đó vì AO bằng OC theo tính chất đường chéo của hình bình hành. Tam giác ABC cân tại B, có BO là đường trung tuyến nên BO cũng là đường cao và đường phân giác. Vậy BD vuông góc với AC và BD là đường phân giác của góc B. Chứng minh tương tự, CA là đường phân giác của góc C, DB là đường phân giác của góc D, AC là đường phân giác của góc A. 3. Dấu hiệu nhận biết. 1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. 4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi. Câu hỏi 3. Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3. Học sinh tự chứng minh các dấu hiệu nhận biết còn lại. Bài tập 73. Tìm các hình thoi trên hình 102. Kem nhờ giáo viên hướng dẫn phần hình vẽ. Bài tập 74. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau? A. 6cm. B. Căn bậc 2 của 41cm. C. Căn bậc 2 của 164cm. D. 9cm. Bài tập 75. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi. Bài tập 76. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật. Bài tập 77. Chứng minh rằng A. Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi. B. Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi. Bài tập 78. Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi? Các điểm chốt Y, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng.